vòng 16, 16 con mạnh nhất. Không lên được ngựa. Con ngựa thì con chạy khó nói lắm không ạ? À? Không phải đâu không ạ, khó nói lắm. Vào vòng 3 rồi. Đấy, cái này. Đấy. Đúng rồi. Cũng đem vào đấu. Nhưng nó khỏe. Bắt ngựa này không có ngà, không thì dễ. Và bắt trâu nó cũng nguy hiểm, mà bỏ đấy nó nao vào nó mồm. Mình nhớ thôi, cứ giữ kẹo. Nào mình vô vào. Đấy chưa? Cứ thế là sao lại càng bắt nó càng hoảng càng hốt, xong rồi đông người nữa. Mẹ mấy ông cứ sấn đấy, rắn ra phát rồi biết là sấn vào này. Con kia lại bị... Con đấy này không? Con nó bố qua mới bị mát rồi. Con tôi loại luôn. Bảo nó đuổi ra, con đấy đuổi ra ngay. Con nhìn hiện bịt mắt nhưng mà nó thấy người ngồi lên nó đã cho ngồi đấy, đã thấy chưa? Con này dắt vào đây làm chó đấy. Rồi lên được rồi. Rồi xong. Người ngồi lên nó cũng ngồi. Mẹ ơi, vỡ vào lúc sau là vỡ thắng đi. Vẫn còn cơ hội. Đây. Đây, ngựa chạy sau cùng này. Mãi không lên ngựa này. Có rồi, nghe là đèn Bàng Quang Sinh bị ngã ngựa đây. Con ngồi dịch qua đi. Bàng Quang Huỳnh đây này. Chúc mày lấy thắng. Nhớ rồi. Con kia nhìn người nó nhìn. Mệt rồi, ngựa mệt rồi.